Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn học viên cách tham gia lớp học gia sư bổ trợ trên Microsoft Teams. Bước 1. Sau khi đăng ký thành công các khóa học gia sư bổ trợ trên Central Online, học viên đăng nhập phần mềm Microsoft Teams để tham gia lớp học. Nếu học viên chưa có phần mềm Microsoft Teams, cần tải phần mềm về máy theo hướng dẫn ở video trước. Bước 2. Đăng nhập vào Microsoft Teams, sử dụng tài khoản học của bên trường Anh ngữ IELTS để đăng nhập. IELTS ship trừ số điện thoại học viên đã đăng ký học với trung tâm. Ở đây tôi sẽ sử dụng tài khoản học viên demo để đăng nhập. a.centeronline.edu.vn ấn đăng nhập. Nhập mật khẩu MS viết hoa, IELTS viết thường, A+123 ấn đăng nhập. Bước 3, các bạn click vào biểu tượng nhóm Microsoft như trên màn hình để nhìn thấy lớp học gia sư bổ trợ. Click vào nhóm. Trước 30 phút giờ học diễn ra, giáo viên sẽ thêm học viên vào nhóm lớp và gửi thông báo nhắc lịch học một lần nữa tới các bạn. Đến giờ học, giáo viên sẽ mở lớp học, các bạn ấn tham gia để vào lớp. Chúc các bạn học tập tốt!